Cải thiện các dịch vụ y tế, tăng mức tiếp cận của người dân tại các khu vực khó khăn là kết quả của chương trình nâng cao hệ thống y tế và cải thiện dinh dưỡng tỉnh miền núi sau 4 năm thực hiện. Sau 4 năm thực hiện, chương trình nâng cao hệ thống y tế và cải thiện dinh dưỡng tỉnh miền núi đã góp phần nâng cao năng lực, khả năng triển khai các dịch vụ y tế và cải thiện kiến thức về dinh dưỡng, thực hành nuôi dưỡng trẻ nhỏ tại nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Sơn La. Chương trình đã tăng mức tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng của người dân các khu vực khó khăn, góp phần cải thiện việc chăm sóc y tế, khám tư vấn sức khỏe sinh sản cho độ tuổi vị thành niên và phụ nữ có thai, thực hiện đào tạo, tập huấn, hỗ trợ chuyên môn cô đỡ thôn bản. Qua quá trình triển khai, chương trình cũng ghi nhận những khó khăn như hạ tầng y tế cơ sở còn hạn chế, các nhóm dân tộc đa dạng khác biệt về ngôn ngữ, tập quán, khi ốm đau ít đến cơ sở y tế khám chữa bệnh. Đây là những khó khăn đã tồn tại từ lâu và sẽ cần thêm thời gian để cải thiện.